Xin chào các bạn. Hôm nay là Hùng sẽ làm một cái chương trình là về Nha Trang chúng ta nên ở khách sạn nào. Đó thì Hùng sống tại Nha Trang nhưng mà bây giờ thì Hùng sẽ làm cái chương trình này để giúp cho các bạn cũng như là cô chú anh chị ở xe trong nước cũng như ngoài nước á, về Nha Trang có một cái khách sạn để mình trải nghiệm du lịch vui chơi nó thoải mái và giải trí. Thì giới thiệu với mình đây là đường Trần Phú Nha Trang. Bước qua bên kia khoảng tầm 300 mét thôi là mình sẽ tới bờ biển và bãi biển Trần Phú Nha Trang của mình. Thì bây giờ là Hùng sẽ dẫn cho mình đi vào bên trong này để mình trải nghiệm một cái khách sạn tên là khách sạn Sun Lucky Sun Hotel. Đó. Thì đây là đường Hồng Trần Phú và cái khách sạn của mình ở đây thì chỉ có tầm 200 mét thôi. Đó, mời cô chú anh chị đi cùng Hùng vào bên trong đây, khách sạn Lucky Sun của mình. Nó như thế này, nó có vị trí là cũng view biển rồi rất là đẹp. Đó, mời cô chú anh chị đi theo Hùng. Khách sạn Lucky Sun này thì nó gần với lại bên cạnh là khách sạn Win Inn và bên đây thì khách sạn Melissa với lại Massova, và nó gần với rất là nhiều cái tiện ích xung quanh đây. Thì đi ra bãi biển và bãi tắm của mình cũng chỉ có tầm mấy trăm mét, 200 mét thôi, và xung quanh đây thì đối diện là cái nhà hàng Anna Manera với lại resort 6 sao, cũng như là đi qua bên kia đi xuống kia thì có nhà hàng là bia tươi, đó là bia Lucian, cũng như là nếu mà buổi tối thì mình có thích đi bar club thì mình có thể là đi Silent Club, view biển rất là đẹp. Đó, đây là toàn cảnh của khách sạn Lucky Sun của mình. Đó, thì bây giờ Hùng sẽ vào bên trong và Hùng sẽ book 1-2 phòng để mình xem và trải nghiệm cái phòng này giá cả như thế nào, rồi chất lượng phòng rồi ra sao, và có tiện ích gì để nhà mình có thể trải nghiệm. Và nếu mà về Nha Trang thì mình có thể ưu tiên lựa chọn cái khách sạn này. Hùng sẽ lựa chọn những cái khách sạn nào mà nó mới xây cũng như là đổ lại 1-2 năm, phòng ốc nó mới sạch sẽ và đẹp để cho cô chú anh chị lựa chọn. Vì Nha Trang cũng có rất nhiều khách sạn nhưng mà khách sạn nhỏ, với lại là nó cũng đã xây nhiều năm thì phòng ốc nó cũ, nên là cô chú anh chị, nên là Hùng sẽ làm cái chương trình này để lựa chọn những khách sạn nào tốt nhất cho cô chú anh chị. Đây, mời cô chú anh chị vào trong. Khách sạn này có chỗ, Hùng thấy là có chỗ đậu xe nè, bên dưới đây là đậu xe, có thể là đậu xe ở đằng sau nữa. Đó, thì sau đây là có cái chỗ đậu xe cũng hay. Mời cô chú anh chị. Bây giờ Hùng sẽ đi vào bên trong, Hùng sẽ book 1 hoặc 2 phòng mà có view biển cũng như là VIP nhất ở đây, và giá cả nó sao nó hợp lý nhất ở đây để cho cô chú anh chị về đây trải nghiệm. Thì mời nhà mình đi theo Hùng. Chào em, anh là anh muốn trải nghiệm cái phòng VIP nhất của khách sạn mình, để cho thứ nhất là anh trải nghiệm, thứ hai là anh muốn chia sẻ lại cho những cái cô chú anh chị mà ở xa muốn về Nha Trang và muốn thuê cái khách sạn để ở và đi chơi du lịch vui chơi giải trí. Thì anh muốn xin em là cái phòng nào mà VIP nhất của khách sạn mình, sang trọng nhất, xịn nhất thì cho anh xin một cái phòng. Hiện tại phòng VIP nhưng mà xịn nhất bên em là tụi em có phòng suite sea view anh. Giá hiện tại là 1,1 triệu không bao gồm ăn sáng. Còn nếu mà có ăn sáng thì sao em? Dạ tầm khoảng 1,3 triệu nha anh nha. Ok, vậy cho anh một cái phòng đó, anh lên coi và trải nghiệm đi. Cho anh hỏi thêm xíu đó là ngồi view, những cái phòng mà view biển và hai người thì giá nó như thế nào? Phòng tiêu chuẩn bên em standard, phòng view biển hai người anh là giá là 500.000 chưa bao gồm ăn sáng anh nhé. Còn nếu có ăn sáng? Dạ ăn sáng là 700 ạ. Ngày lễ có phụ thu đồ gì không em? Ngày lễ thì tùy về cái lễ thì tụi em sẽ có ít phụ thu anh nhé. Nhưng mà phụ thu cao nhất là khoảng bao nhiêu? Dạ phụ thu cao nhất tầm khoảng 300 gì đó. Lễ Tết là cao thu phụ thu 400 ạ. Dạ. Ok, cảm ơn em. Thôi bây giờ anh sẽ lên coi phòng nhé. Phòng anh ở lầu 22. Ok em. Đi. Đây, để em ngoài sơ. Đây là giới thiệu với nhà mình. Đây là không gian của khách sạn Lucky Sun, phòng lễ tân. Nói chung là đây là khách sạn cũng mới vừa xây thôi. Nhìn ra phía trước của mình đây là thấy đường Trần Phú luôn. Đây là đường Trần Phú của mình phía trước đây. Đó. Gần với lại kề cái khách sạn Win Inn 5 sao. Đó. Và bên đây thì có không gian chỗ để mình check in, với lại là mình ngồi nghỉ ngơi ở đây lúc mà vào mình check in. Đó. Và bên đây thì có cái bãi đậu xe nhỏ nhỏ cho mình.
Bên này là có cái chỗ để mình ngồi nè. Với lại là ngõ này là mình sẽ để xe ô tô, nếu mà mình đi từ trên Đà Lạt xuống hoặc là đi từ Đắk Lắk xuống thì mình có thể để xe ô tô bên này, mình đi qua cái chỗ khách sạn Winter vòng ra sau. Đây là hướng sân bay Nha Trang của mình. Thì bây giờ Hùng sẽ dẫn nhà mình lên trải nghiệm một cái phòng gọi là xịn nhất tại khách sạn Lucky Sun của mình. Đây nè. Tầng mấy vậy em? 12. 22 hả? 12. 12. Em là sale ở đây thì cho anh xin số điện thoại của em. Dạ. Em nói luôn. Dạ, 0792377030. Dạ, nếu mà cô chú anh chị mà muốn thuê phòng khách sạn ở đây thì có thể liên hệ với lại Huệ theo số điện thoại này. Em có thể đọc lại số điện thoại. 0792377030. Ok, cảm ơn em. Đây, bây giờ mình vào xem phòng nào em ha. Dạ rồi, đây. Mình sẽ coi được tất cả các phòng ở trên tầng 12 này luôn. Thì một dãy như thế này thì bên em sẽ có là 6 phòng. 6 phòng ạ? Dạ, 3 phòng view biển và 3 phòng view phố. Ok, phòng... Dạ rồi. Phòng này là phòng nào em? Đây, đây. À, phòng xinh nhất. Đây, đây. Khoan, từ từ. Rồi, em bây giờ đây em sẽ đi từ từ cho các phòng cho anh luôn nha. Ok em. Đây. Rồi. Rồi, phòng xịn nhất. Dạ, đây. Phòng này á là chưa phải là phòng xịn nhất. Chưa phải là. Dạ đúng rồi. À. Phòng này á là phòng phòng này á là phòng tên đó là phòng, gì em? Deluxe Sea View. Deluxe Sea View. Tại hả? Vì phòng này có hai cái giường đơn. Mỗi giường á là diện tích 1m1, ngang 1m1, dài 2m. À. Phòng này là phòng view biển dành cho hai khách. À. Đây, mình đi trải nghiệm đây. Đây là cái phòng cho gia đình nhỏ nhỏ, gia đình của mình chắc có tầm hai người lớn và hai chị em đúng không em? Dạ đúng rồi, phòng này thì dành cho hai người lớn, hai chị em dưới 6 tuổi. Phòng này là bao nhiêu mét vuông em? Phòng này khoảng 25 mét vuông anh à. 25 anh? Dạ. 25 mét. Phòng này được có cái là cái cửa sổ, nhìn ra là cái cửa sổ bên em là cửa sổ pool, là cửa sổ bự luôn á. Ừ. Dạ. Phòng này giá nhiêu em? Phòng này hiện tại bên em đang bán là giá 500 ngàn. 500 ngàn không ăn sáng. Dạ, còn có ăn sáng thì là 700. Phòng này á, thì có bồn tắm nằm nữa nè anh. Đây à, bồn tắm nằm, coi. Có bồn tắm nằm luôn. Ừ. Bồn này thì lúc mệt mỏi thì tắm xả ra đúng thư rồi. Giãn chút. Quá đẻ luôn. Đấy. Toilet thì trang thiết bị của bên em cũng khá là hiện đại nè. À, Coco Bella. Dạ. Đó, nhìn thấy cũng xịn sò á. Dạ. Cái này thì cũng mới, cho nên là nhìn diện mạo bên ngoài á, tất cả đều mình thấy cũng rất là mới và mới xây mấy năm em ạ? Dạ, bên em bắt đầu đưa vào hoạt động tầm khoảng tháng 8 năm 2019 ạ. 2019 dạ, cũng gần cũng năm. Tầm khoảng 2 năm, cũng khoảng 3 tháng mấy á, xong rồi sau đó là dịch. Dịch thì tụi em bên in miết trong 2 năm dịch luôn, là cũng không có đón được nhiều khách nữa. À rồi, không sao. Rồi thêm thời gian giãn cách nữa. Dạ, thì tính ra là thời gian hoạt động bên em là mới hoạt động hồi tháng 3 năm rồi, là 2022. Nếu mà lễ như Tết thì như phòng này thì phụ thu bao nhiêu em? Lễ Tết á, thì phụ thu phòng này á, là 200 ngàn một phòng một đêm anh ạ. À. Dạ. Thì anh hỏi để biết rõ, mình chia sẻ lại mà. Dạ. Thì phải cho nó chuẩn để mai mốt cô chú vào nó không có bị ngỡ ngang, với lại cũng không bị bất ngờ, hiểu không? Dạ. Ừ. Thì theo nhận thấy của Hùng thì bên... cái khách sạn của mình á thì đang dùng các loại gỗ như là gỗ công nghiệp, nhưng mà công nghiệp thì nó mang tính chất là hiện đại một chút, hiện đại nên là thấy cũng ok, nhìn cũng rất là sang. Bên Hùng có thì cũng có làm nội thất nên là Hùng nhìn Hùng cũng biết được là cái này nó phong cách như thế nào. Đó, ở đây trang bị thêm hai bộ đồ cho mình ngủ này. Tối thì có mình có thể để đồ ở đây này. Đây có cái sắt, mình có tiền bạc thì để đây. Đó, có trang bị thêm đôi dép lê. Giờ check in ở đây thì mấy giờ em? Dạ 14 giờ. 14 giờ, còn check out là 12 giờ. 12 giờ. À. Ngày lễ Tết thì có phụ thu nha cô chú anh chị. Đó, phòng này thì gia đình ở thì quá đỉnh luôn. Đó, gia đình là hai người lớn và hai chị em dưới 6 tuổi ha. Đúng rồi. À. Đó, nhìn đứng đây là mình nhìn xuống
Đây, ngồi đây đây, ngồi đây là mình nhìn xuống dưới đây là mình thấy view biển rồi cô chú. Dạ. Đó, bên dưới kia là cái resort anh em Mandara. Đó, resort này thì chắc cũng sắp dời đi rồi. Sau này sẽ bãi biển của mình nó sẽ trống và đẹp hơn. Đó, thì cô chú anh chị có thể liên hệ với lại Huệ để đặt phòng. Số điện thoại của Huệ bao nhiêu em đọc lại giùm anh cái. 0792377030. Ok em. Mai mốt thì cô chú anh chị cứ liên hệ đặt phòng với lại Huệ thôi. Còn Hùng là nhiệm vụ của Hùng là Hùng sẽ đi trải nghiệm và chia sẻ lại cho mình các tiện ích, các dịch vụ của khách sạn và nào mà nó mới nhất từ 3 năm đổ lại để mình có cái lựa chọn tốt nhất đó. Đó, mình Nha Trang cũng nhiều khách sạn lắm nhưng mà có những cái nó xây mười mấy 20 năm đó, nó cũ. Mình coi trên mạng thì đôi lúc mình coi cũng không biết được. Hùng nhiều khi Hùng coi trên các trang như là Booking là hay là Agoda thì thấy cái phòng nó cũng đẹp như trong hình thôi nhưng mà thực tế thì nó lại khác. Đó cô chú ạ. Đó thì bây giờ chúng ta sẽ đi coi cái phòng nào mà xịn nhất của cái khách sạn của mình em. Để anh mở cửa cho em quay giùm anh cái. Dạ. Ok. Để anh đóng cửa lại. Ở đây thì có cái em Huệ này là làm chuyên sale ở đây nên là cũng rất là nhiệt tình. Đó, thì cô chú anh chị nào mà có thắc mắc hay là có cần tư vấn về cái khách sạn của mình ở đây lúc cái xuân này thì có thể liên hệ với em Huệ theo cái số điện thoại mà nãy em Huệ đọc cho mình. Đó, cô chú ạ. Đó, thì mọi thắc mắc hay tư vấn hay khó khăn gì thì cứ liên hệ em Huệ, em sẽ tư vấn cho mình. Hùng, như Hùng đi là được hỗ trợ hết mình luôn, đi coi phòng rồi. Anh thì cũng nhờ em Huệ thôi. Đây, phòng này tăng này bao nhiêu em? 21 hả? Bây giờ Hùng sẽ dẫn cho mình là đi coi một cái phòng view biển VIP nhất của khách sạn Lucky Sun. Phòng rộng 50m2 để mình trải nghiệm ha. Đi vào trong trong. Mở điện lên. Đây, nó cắm cái bạn ấy thôi. Ok. Thì vào đây là để mình đi, đầu tiên là mình đi coi view biển cái đã. Mở cửa ra là mình thấy view biển nè, đó. View đây là view biển đây là cũng được khoảng là 50% bởi vì ở phía trước nó hơi chán một chút mà view biển ở đây là cũng nhìn thấy như thế này là cũng ok lắm rồi. Đó. Bên này thì mình nhìn ra thấy đại dương mênh mông, còn bên kia là thấy thành phố Nha Trang của mình ở phía trên kia. Đó. Đây nhìn đây là thấy view thành phố nè, bên kia là chỗ phía bắc Nha Trang của mình. Thì ở đây có cái giường rất là hay nè cô chú. Hùng chưa thấy cái giường như thế này. Giường này nó tròn tròn đó. Đó, hai người mà yêu nhau mà đi ở đây thì thôi chứ y bài luôn, lãng mạn. Và đặc biệt là hôm nay 14 tháng 2 đó, thì ở cái phòng này thì quá đỉnh luôn. Đó, hai giường, một giường hai gối. Đây thì có thể kèm theo một đứa em bé nữa. Em bé thì chắc dưới 6 tuổi. Đúng không em? Rồi. 6 tuổi. Rồi, bên này thì có cái bàn làm việc nè. Bàn này thì buổi tối nếu mà mình có việc bận thì mình có thể bỏ laptop rồi máy tính lên đây mình làm, còn không thì mình có thể ngồi đây trang điểm mà. Đó, có cái bàn. Bàn đây thì mình kéo ra bỏ đồ trang điểm vô trong đây nè. Hùng thì Hùng đi trải nghiệm rồi xong Hùng chia sẻ lại cho mình thôi. Đó. Còn đây là cái giường đúng không em? Đây là giường đúng không? Nếu mà nhà mình đông người thì giường có giường phụ. Đông người thì mình ở thêm một người và có chắc có phụ thu. Dạ. Nếu mà phụ thu thêm là bao nhiêu? 200 ngàn. 200 ngàn. Cái phòng này giờ giá nhiêu rồi? Dạ, phòng này thì có ăn sáng, không ăn sáng thì 1.1 triệu mà có ăn sáng 1.3 triệu. 1.3 triệu. Dạ. Nếu mà lễ Tết phụ thu thêm 200. 200 ngàn nữa. 200 ngàn, với lại nếu mà có người ở thêm thì 200 nữa. Đúng rồi. Ngoài đây thì có cái ghế, ghế này là ghế sofa đúng không? Đúng rồi. Ghế sofa với lại gỗ thất này. Kiểu gỗ nội thất này thì bên công ty nội thất Kiến Hưng của Hùng cũng có làm. Đây là kiểu giống như là công ty Hùng sản xuất đấy, rất là hiện đại. Tuy là công nghiệp nhưng mà rất là hiện đại. Phòng cách phòng ốc ở đây thì nó thật sự là hiện đại của Hùng. Hùng đánh giá là ok. Với cái 1.3 triệu mà có 1.3 triệu mà có ăn sáng như thế này thì Hùng thấy cũng hợp lý và rẻ. Đi ra biển thì bước bộ ra có mấy phút.
À, buổi tối thì đói bụng thì mình có thể ăn mì tôm hoặc là nấu nước sôi uống đây. Cần nào thì có thể liên hệ với lại các bạn Lễ Tân hoặc là em Huệ để tư vấn hỗ trợ. À, qua bên đây thì mình có cái phòng như là phòng cái tủ đúng không? Tủ để mình đựng áo quần này nè. Đó. Bên này thì chỗ để mình để dép để cái sắt rồi. Cần cái này là cái cân ấy Huệ. Dạ đúng rồi anh. À bên dưới là có cái cân này. Đó, để mình cân. Đồ con đạt luôn. Bên đây thì có cái sắt để cô chú anh chị bạn bè rồi mình có thể mình bỏ đồ đạt cái gì quý hiếm quý giá. Bên này thì qua trải nghiệm cái phòng rồi. Bên này là phòng vệ sinh. Vệ sinh thì có cái bồn tắm, đây cũng có bồn tắm đây. Bồn tắm ở đây thì nó rộng, hôm theo như hôm thấy thì nó rộng đây. Đó. Nội thất thì cũng cao cấp. Nói chung thì chưa phải là Toto nhưng mà nó cũng bằng gần bằng Toto rồi. Đó, nhìn bồn tắm đấy mình sẽ hơi sẽ stress thôi. Đó, có thể mà mình tắm là mình mở cái màn cái rèm ra đây mình đã mình ngắm biển xuống ngoài kia, đó, nhìn qua bên kia rồi thấy biển. Đó. Đây thì có bồn rửa mặt thì này là nhìn thấy cũng sang ha, cũng được ạ. Rồi như nếu mà cô chú anh chị mà muốn thuê cái phòng này thì có thể liên hệ với lại Huệ ha. Đó, Huệ đọc số điện thoại cho cô chú anh chị biết nha. 0792377030. Ok. Đây mình sau đây mình sẽ đi trải nghiệm các tiện ích như là hồ bơi với lại phòng tập gym và cho anh biết là nhà ăn ở chỗ nào để khách sáng sớm ăn. À đúng rồi, anh hỏi một xíu cái này là sáng sớm mình ăn sáng lúc mấy giờ và dạ sáng sớm thì bắt đầu là từ 6:30 là mình sẽ ăn cho tới 9 giờ sáng. À dạ. Ở đây thì chủ yếu là món Á hay là món gì em? Ở đây chủ yếu hiện tại là đang chủ yếu là phục vụ khách Á, cho nên là đang là chủ yếu phục vụ khách Á. Tuy nhiên là nếu như mà có khách Âu thì bên em vẫn phục vụ khách món Âu ạ. À ok. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi lên coi hồ bơi rồi nghe con chú. Theo như nhận thấy của Hùng 1.3 triệu một đêm mà có ăn sáng phục vụ như thế này thì phòng ốc view biển như thế này thì Hùng thấy nó cũng rẻ, không đến nỗi là mắc lắm. Con chú nói chung là giá hợp lý con chú á, anh chị ạ. Phòng như thế này quá đẹp luôn. Mọi thắc mắc thì có thể liên hệ với lại Hoàng để giải đáp. Để anh đóng cửa cho em ra trước đi. Hồ bơi ở tầng mấy em? Tầng 23 anh. Hồ 20... bơi tầng 23 thì hồ bơi sân thượng và có phòng tập gym. Okay. Và spa ở trên này luôn. Rồi, mình đi mình lên coi thử. Nếu mà buổi tối mình thích bơi trên hồ thì mình có thể lên lên đây. Dạ. Còn không sáng sớm là mình thích cảnh nó chiêu chiêu thì mình lên đúng mình nằm. Ta bơi xong mình nhìn ngắm biển luôn. Đúng rồi. Tranh thủ cho máy quay của anh sáng nay nó cũng quên sạc pin hết pin nó tiêu. Dạ. Em cũng đang thấy pin nó thấp. Lấp ló. Dạ. Thang máy này thì sức chứa chắc cũng tầm 10 mấy người nên dạ. Là cô chú anh chị yên tâm, thang máy này cũng xịn đó. Hãng là Mitsubishi Electric nên là đi cũng an toàn. Này. Đây, bây giờ mình Hùng sẽ lên trải nghiệm phòng hồ bơi tầng ở trên khách sạn Lucky Sun của mình. Đây ạ, hồ bơi đây thì theo như nhận thấy của Hùng thì bên dưới đây là nước rất là sạch nè. Đó, bên đây làm hồ bơi nước đó rất là kỹ. Ở trong ngồi trời nè. Đứng đây thì nhìn ra kia là thấy biển của mình. Đó, bên phía trước là biển. Đó, ở đây có trang bị thêm một số cái ghế. Đó, ghế đây để mình ngồi mình ấy thôi. Ghế này ngồi êm lắm cô chú. Đó. Đi qua bên này thì có mấy cái ghế bên này. Đứng đây mát lắm cô chú. Nhìn qua kia thấy biển là thấy Vinpearl là gần thấy Vinpearl do cái tòa nhà này nó che một xíu. Nếu không là mình sẽ thấy Vinpearl. Hồ bơi bên đây thì rộng chắc tầm có gần 50 mét. Nhìn rất là sạch. Đó. Bên này thì có ghế đó mình nằm nè. Đứng đây thì nhìn rất là chill. Đó, thì cô chú anh chị có thể trải nghiệm cái hồ bơi ở đây. Đó, bây giờ mình sẽ xuống mình phòng gym ha. Ok.
Ở đây có dịch vụ massage không em? Dạ có. Có luôn hả? Dạ. Dịch vụ massage thì có tính phí rồi như thế nào em? Dạ có tính phí ạ. Có tính phí hả? Dạ. À. Giá ở phía sau ạ. À đây có giá đó. Dạ. Đây. Dịch vụ spa của bên em. À đây dầu spa. Gội đầu massage mặt cổ vai gáy là 150. Chăm sóc da mặt cơ bản 340. Chăm sóc da mặt chuyên sâu 450. Massage chân, massage cổ vai, nói chung là còn nhiều, do cái bảng này thì chia mất cái giá tiêu rồi. Dạ. À. Đi xuống đây. Bên này có phòng tập gym này cô chú. Phòng này thì cũng cơ bản thôi. Đó. Tập gym này là mình nhìn qua bên phố, đây nhìn xuống khu sân bay cũ của Nha Trang của mình. Để Hùng thử coi cái này đi sao á. À. Cái này cũng được á cô chú. Ok, sáng vận động cơ thể nó khỏe mạnh là mình có một ngày mới nó tràn đầy năng lượng luôn. Ok, tuyệt vời. Ở đây có phục vụ nước uống không em? Dạ có anh. À, nước uống ở đây là miễn phí hay sao? Dạ, đúng rồi anh. À ok. Cảm ơn em. Hôm nay thì em phục vụ hướng dẫn với lại cũng là hỗ trợ anh rất là nhiệt tình. Bây giờ mình đi xuống phòng ăn coi phòng của mình như thế nào. Dạ. Đây đây anh. Đây bên này hả em? Dạ. Ok. Hôm nay là Hùng nhờ bạn Huệ ở đây làm cameraman cho Hùng. Chứ Hùng chưa có người làm cameraman. Dạ. Phòng ăn ở tầng mấy em? Phòng ăn ở tầng 2 anh ạ. Tầng 2, ok. Dạ. Mình đi xuống tầng 2. Dạ. Anh được biết là khách sạn của mình là nếu mà đông khách thì mình ăn buffet, còn không đông khách thì mình ăn combo đúng không em? Dạ đúng rồi anh. Em có thể chia sẻ cho anh cái này như thế nào em chưa hiểu? À, có nghĩa là bên em thì phục vụ ăn sáng theo số lượng khách của khách sạn. Ví dụ mà từ 30 khách trở lên á là bên em đã có buffet, đã phục vụ buffet mini rồi. Ok. Và buffet mini thì tầm khoảng mười mấy món. Còn nếu ví dụ như mà khách sạn ngày hôm đó đông hơn, tầm khoảng hơn 40 khách thì bên em đã phục vụ buffet lớn rồi. Thì buffet lớn bên em thì tầm khoảng hơn 20 món. Dạ. Còn nếu như mà thời gian đó mà khách sạn của em quá vắng khách á, ít khách quá thì sẽ có một cái sự lựa chọn khác cho khách nữa, ăn sáng, đó là ăn sáng lựa chọn. Nghĩa là bên em sẽ có khoảng 4 đến 5 đến 6 món để khách lựa chọn. Cảm ơn em. Dạ. Hướng dẫn tuy nhiên rất là chi tiết, tuyệt vời. Dạ. Ở đây có, theo như Hùng được biết là ở đây có cái hồi nhà ăn này, nó có một ưu điểm, đó là ưu điểm nhìn ra view biển cô chú. Đứng đây là mình cũng thấy như view biển, nhưng mà do là tầng nó thấp thì mình thấy biển nó ít thôi. Sau này cái kia nó đi thì mình sẽ thấy được biển nó cao hơn. Với lại có mấy cái dừa nó hơi trắng một xíu. Không gian thì ở đây thoáng, với như Hùng có hỏi và Huệ thì sức chứa phòng buffet ở đây là 80 người. Tối đa là 80 người. Đó. Thì mình có thể tổ chức các tiệc ăn uống đồ ở đây, đều nhà hàng đều có thể đáp ứng được. Đúng không em? Dạ đúng rồi. À, đó. Thì như cái phòng kia thì hai phòng mà chúng ta đi xem thì Hùng thấy view biển với lại giá cả rồi nó cũng rất là hợp lý. Thì với lại phong cách ở đây thì nó cũng hiện đại và xịn sò. Và vị trí thì nó nằm tại trung tâm cũng như là gần biển. Và xung quanh bán kính 500m thì cũng có nhiều các tiện ích khác nhau. Thì theo như đánh giá của Hùng thì khách sạn này nó thuộc gần top 4 sao. Thì cũng rất là ok. Nếu mà cô chú anh chị đi du lịch Nha Trang thì có thể xem xét và lựa chọn cái khách sạn này. Còn đặt phòng thì có thể liên hệ với lại Huệ theo số điện thoại mà nãy Huệ đã cho. Huệ đọc lại số giùm anh. Dạ 0792377030. Em đọc chậm thôi chứ nhanh quá cô chú anh chị không có nghe rõ. Dạ 0792377030. Vâng, cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã theo dõi và ủng hộ cho kênh YouTube của Hùng. Nếu mà mình quan tâm về khách sạn cũng như là bất động sản hay là nội thất về Nha Trang thì hãy liên hệ Hùng ha. Hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất từ Hùng. Hùng sẽ cố gắng cập nhật những khách sạn mới nhất, xịn nhất và đẹp nhất để cho cô chú có lựa chọn tốt nhất của mình. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại video lần sau.